nhằm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa dịch vụ trên địa bàn thành phố, tạo không khí vui tươi phấn khởi mừng Đảng mừng xuân, phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân dịp Tết Nguyên đán. Thành phố Uông Bí sẽ tổ chức chợ hoa xuân thành phố Uông Bí Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại quảng trường 25 tháng 2 thành phố. Thời gian từ ngày 26 tháng 1 đến 22 giờ ngày 8 tháng 2 năm 2024, tức ngày 16 tháng Chạp đến 22 giờ ngày 29 Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Quy mô chợ hoa xuân gồm 100 ô điểm trưng bày bán các loại hoa, cây cảnh, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống và các sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán. Chợ hoa xuân Uông Bí năm 2024 với nét đẹp đặc trưng của ngày Tết cổ truyền Việt Nam hứa hẹn sẽ mang lại cho nhân dân một không khí đón xuân thật tươi mới và hấp dẫn du khách đến với thành phố Uông Bí. Mọi chi tiết đăng ký kinh doanh tại chợ xin liên hệ tại Thư viện Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố. Số điện thoại liên hệ: bà Bùi Thị Kim Thủy 0988 731 637, bà Nguyễn Thị Hạnh 0904 081 678.